Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. An ninh thắt chặt xung quanh khu vực xét xử các bị cáo trong vụ Đồng Tâm. Khắp các ngả đường dẫn vào Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đều được thiết lập các chốt kiểm soát, lập rào chắn, hạn chế tối đa người ra vào. Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, rà soát tất cả những người muốn tiếp cận khu vực xét xử. Từ sáng sớm, hàng trăm chiến sĩ công an thuộc nhiều đơn vị được huy động đến để đảm bảo an ninh trước phiên xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Các ngả đường vào Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đều được thiết lập hàng rào cứng, lực lượng chức năng luôn túc trực để hạn chế tối đa người vào khu vực tòa. Bất kể ai muốn ra vào khu vực xét xử đều phải xuất trình giấy tờ, nêu rõ lý do mục đích với lực lượng chức năng. Ngõ chính của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội được chốt chặt nghiêm ngặt, hạn chế tối đa người và phương tiện vào khu vực Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để phục vụ cho việc phiên xét xử. Nhiều tuyến đường lân cận như Tôn Thất Thuyết, Dương Đình Nhuệ Nghệ, Phạm Văn Bạch v.v. cũng được kiểm soát để phục vụ cho việc xét xử diễn ra. Các hàng quán xung quanh đều được yêu cầu để đảm bảo an ninh trật tự và tránh tụ tập đông người. Với đỉnh điểm là vụ việc xảy ra lúc 3 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 khiến 3 cán bộ công an và ông Lê Đình Kình đã tử vong. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra đến hết ngày 17 tháng 9. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.